nó là một cái tai nạn hàng hải trên cái vùng biển của mình, đằng xe hai bên cũng đã phân định rồi rồi, và nó rõ ràng nó nằm ở trong nó, cái vùng này nó chẳng phải là tranh chấp gì cả. Bên anh sẽ thuê số lượng tàu bảo vệ nó phù hợp với lại cái điều kiện và hoàn cảnh. Dao động của mình thì thường từ 3 tàu cho đến 8 tàu. Tại thời điểm này thì bên anh chưa thuê tàu thêm tàu bảo vệ, bởi vì là cái lịch trình của nó thu nổ tại khu vực đó gần như là cơ bản hoàn thành, chắc là chỉ nó đạt được khoảng độ 80% gì đó mà có thể kết thúc vào trong vòng tháng 12. Và cái khó khăn trong cái quá trình làm thực hiện thời gian vừa rồi là đối với các cái tàu cá Việt Nam thì mình còn có thể liên hệ được, với các tàu cá Trung Quốc thì không thể điều phối được bằng tiếng Anh, tiếng Việt. Thì bên anh có tác nghiệp là có thể cung cấp thêm các phiên dịch tiếng Hoa ở trên các cái tàu để có thể đảm bảo cái thông tin liên lạc giữa tàu địa chấn với lại các cái tàu chạy, các cái tàu đặc biệt các tàu Trung Quốc chạy xung quanh.